cun cun, sô cô la cùng kem dâu ngon. Siêu thanh cun cun, da cao cao mạnh như anh hùng. Siêu thanh cun cun, sô cô la cùng kem dâu ngon. Siêu thanh cun cun, siêu thông minh tuyệt như anh hùng. Ta đói lắm rồi. Trưa nay ta chuẩn bị đồ ăn ngon lắm. Các ngươi nhìn nè. Hả? Bữa trưa của ta sao thế này? Sữa thật cun cun vị sô cô la lúa mạch thơm ngon cũng bị uống cạn rồi. Hả? À, chuột cứu ta! Đứng lại! Đến bữa trưa của ta mau! Vô dụng. Cái bọn chuột quỷ quái này cứ phá phách rồi chuột xuống đất là chúng ta không làm gì được. Vậy sao chúng ta không bắt trước bọn chuột để xâm nhập vào nông trại Côn siêu phàm? Yeah, yeah, ta thành công rồi. Đây là găng tay đào đất, chỉ cần đeo nó vào là có thể đào đường hầm đến nông trại Côn siêu phàm một cách dễ dàng mà không phải tốn chút sức lực nào. Và không ai có thể phát hiện ra. Nghe hay vậy, để ta đào cho. Phát minh của ta mà. Mùi gì mà thú quá vậy? Các ngươi thông cảm, tiêu hóa của ta đang không tốt lắm. Cho ngươi sữa thạch cun cun vị sô-cô-la cung cấp năng lượng nè. Thôi bản đồ đây, ngươi tự xem mà đào đi. Sao bỏ ta mà đi hết vậy? May mà vẫn còn sữa thạch cun cun bên ta. Hướng này hay là hướng này ta? Thôi kệ đi, ta cứ đào theo ông bà tổ tiên mách bảo là được. Phía trên là nông trại Côn siêu phàm rồi đó. Hurra! Sao rồi? Sao nông trại Côn siêu phàm giống đáy sông vậy ta? Cứ đào nhầm sang đáy sông chứ giống gì nữa. Bụi ơi là bụi. Siêu thạch cun cun, sô cô la cùng kem dâu ngon. Siêu thạch cun cun, da cao cao mạnh như anh hùng. Siêu thạch cun cun,